Bốn loại người nào tuyệt đối không nên kết thân? Một, người hay nói lời tử tế trước mặt nhưng xấu sau lưng. Trong các mối quan hệ, không ít những người tử tế và vui vẻ hòa nhã trước mặt nhưng sau lưng lại hay nói xấu, xỏ xiên người khác. Đây là kiểu người rất khó đoán và đáng sợ mà ai cũng cần tránh xa. Nếu không, một ngày nào đó bạn sẽ phải hối hận. 2. Người thích nói đến tổn thương của người khác. Trong cuộc sống, không phải ai cũng thuận buồm xuôi gió theo ý muốn của mình. Có những người lâm vào hoàn cảnh cùng quẫn bức bối là điều khó tránh khỏi. Thậm chí có những người còn bị tổn thương sâu sắc. Nếu gặp phải người mà hay nói đến những tổn thương của người khác, đem nó ra làm trò đùa và rắc muối vào vết thương của người khác thì nên tránh xa, đừng bao giờ kết bạn, sẽ cực kỳ nguy hiểm. 3. Người nói năng vô đạo đức. Một người tốt sẽ luôn nói điều ngọt ngào và tử tế để tạo động lực cho người đối diện. Người xấu tính thường nói năng vô đạo đức khiến người đối diện cảm thấy thất vọng. Điều này có thể cho thấy hành vi của người đó rất tàn nhẫn và vô lương tâm. Thực tế cho thấy, trong những lúc khó khăn, chỉ một lời nói động viên cũng làm thay đổi tình thế. Vì vậy, ai cũng nên tránh xa kiểu người nói năng vô đạo đức. 4. Người hay nói lời sáo rỗng, thất hứa. Những người hay thất hứa đều không đáng để kết thân, bởi vì họ chẳng bao giờ quan tâm đến những gì mình nói. Nói xong sẽ không giữ lời hứa và lời nói đều vô nghĩa, sáo rỗng. Nếu bạn kết thân với những người như thế thì bạn sẽ là người phải hứng chịu thất vọng. Điều này đủ cho thấy người này là một người không có tình cảm chân thật, không đáng tin cậy, nên ta phải tránh xa.